các nhà chức trách Hàn Quốc hôm nay cho biết Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục 621.328 ca nhiễm COVID-19 mới và 429 người tử vong. Bất chấp những con số kỷ lục trên, chính phủ Hàn Quốc không có dấu hiệu xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về giãn cách xã hội trong tuần tới, và dư luận dường như ủng hộ những động thái này. Theo đó, Hàn Quốc lùi giờ giới nghiêm đối với các quán ăn đến 23 giờ, ngừng áp dụng thẻ tiêm vaccine và có kế hoạch dỡ bỏ quy định kiểm dịch đối với những du khách đến từ nước ngoài đã tiêm vaccine. Trong khi đó, tại Nhật Bản, từ 21 tháng 3 tới, nước này có các biện pháp phòng dịch trong nước. Có auto stop luôn nha. Cho đêm ngày. Đó, hết băng tự động tắt đó. Mở lại cho con. Tự động tắt nào. Đó. Con này là 1400A nè, 1400A nè, còn một con 1400 trơn nó không có tắt đâu. Và từ khi anh